Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Big Bang. Mình là Vinh và đây là game Farai 5. Thì hồi sáng á, là tôi nói thì chứ cái nó, khi mà mình vừa thức dậy tôi nói đầu quay tròn 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 ù rũ mệt nhòi, mắt nhắm mắt mở, miệng thì ngáp ngáp ngáp, mắt nhắm mắt mở, không muốn làm, không muốn làm luôn. Đâu quay tròn 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 ù rũ mệt nhoài TikTok. Miệng thì ngáp ngáp ngáp, mắt nhắm mắt mờ TikTok. Không muốn làm, không muốn làm, không 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 muốn làm TikTok. Mà đó thiệt chứ, tự nhiên tôi vô tôi chat đồ ARK, định quay ARK cái tự nhiên đang chat ra dàn game nha, dàn game cái tự nhiên tức quá nghỉ liền, không có chơi nữa, nó bực mình quá, mở cái lên kênh Bitbomb lên thấy ồ ba mẹ, ủa sao có kiếm tiền được rồi, cái mà mình nhảy qua kênh ARK Gaming Online thấy kiếm tiền được luôn. Trời ơi, lúc đó giống như là được 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 được, được uống West Cup 247, tỉnh táo liền. West Cup 247, hương vị đậm mạnh từ tăng lực, dầu năng lượng và caffeine, tỉnh táo đập tan ngay cảm giác lờ đờ uể oải sau giờ trưa. Wake up 247, đập tan lờ đờ uể oải sau giờ trưa. Tôi nói thiệt giờ là vô quay game khỏi trời tưởng ỉa nữa, tưởng ỉa giờ đi ỉa mất rồi. Thì giờ vô mình quay Farai 5 mình luôn, giờ là tươi hẳn rồi anh em. Không biết như là cái động lực là như là gặp lời vậy. Rồi để mình ấy nhỏ cam lại. Ồ, cái này lỡ để đây, để đây đây đi, tại vì nó che cái chữ, mấy cái chữ đó lại. Cũng là FPS với nhiệt độ máy thôi đó mà. Rồi. Nói chứ có một cái khoe luôn. Ta nói thấy kênh kiếm tiền được nha, mừng quá, chạy ra ngoài tiệm kêu hớt cho em cái đầu đó, cái máy là gọi là tròn tròn, hớt cái máy máy tròn tròn đây, tự nhiên nó tóc nó rối rồi, đáng là mình kêu là cắt cái máy là cong từ đây xuống cong lên đó. Nhưng mà thôi bây giờ nó bị giật giật lên đó 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 đó, cong y vậy đó, hớt cái kiểu này nè, hớt kiểu này cho em. Giờ em giờ em live chim, live sờ chim cho anh em coi cái đầu mới. Rồi giờ bữa nay vui quá anh em à, chắc tối nay đi nhậu luôn quá. Nói chứ tối đi làm mà thôi, chứ đi làm diện cớ xin nghỉ sao đâu. Rồi thì để coi bây giờ. Ủa, cái gì nhìn dữ vậy cha, ghét nha, thấy ta có cái đầu mới nhìn nhìn mê rồi chứ gì, đùa anh à. Rồi thì nãy đó mình lại, mình đang vui quá lại mình đốt nguyên cái đồi đằng đây nè, mừng quá mà lại đốt đồi luôn, sụp cái trái đồi. Thôi tôi nói bét sụp mà anh em, sụp là phải trái đồi chứ. Rồi nay mình qua khu vực mới rồi ha, thì mình làm việc thì mình chỉ làm việc với con chó thôi chứ mình không làm việc với miner thâm quần. Thâm quần thôi, làm vụ đây đi, làm vụ sát bên đây luôn. Xong thì có thể là mình nói luôn, có thể là bên kênh Big Bang á là mình sẽ đưa luôn cái game người nhện qua đây quá. Còn bên Big Bang mình sẽ tập chơi Gata. Mình sẽ tập chơi Gata bên Big Bang, coi như là Big Bang làm những cái game dạng ấy ấy, bên đây làm game dạng ấy ấy. Còn bên ARK thì mình chuyển ARK qua bển luôn á. ARK mình không chơi Big Bang nữa đâu. Sẽ là một sự cố gắng, một nỗ lực lớn, nói chung là trong nỗ lực kiếm tiền mà anh em. Trước đây thì làm biển mà giờ kiếm tiền được là phải khác liền chứ, năng nổ lên hẳn. Trời ơi, nghĩ sao đầy cái nhiệm vụ này. Cái chấm nằm đâu vậy? Ủa sao không thấy cái chấm ta, sao mình không thấy cái chấm, cái gì vậy, cái gì vậy mày hả mày? Đùa với anh là anh đang nói chuyện với gái nha, anh đang nói chuyện với gái mà lên đây giỡn mặt hả mày, giỡn mặt mày hả mày, mày ơi nói chuyện ơi. Ủa con quỷ già, quỷ già lồi rụt gì đây, làm sao à, máy bay đó bắn thốn lắm, máy bay đó bắn thốn lắm. Ôi trời ơi, trời ơi, máy bay đó bắn thốn lắm á. Trời ơi, tôi nói giờ nó gọi là nó rô bro ra hẳn. Còn nào lên đây kiếm với anh. Tôi nói giờ là anh là đang lên trình. Nói gì về cái gì chứ giờ là xạo lờ là hơn hẳn. Ồ, tụi rớt máy bay rồi. Ồ, hai chiếc máy bay lên đây.
Nói gì chứ về cái độ này là giờ là anh là sậu lờ ra hẳn nha. Rồi, lên. Nói tâm lý thoải mái, vui vẻ thì mình làm việc nó phải tốt hơn. Có thể là mình cũng sẽ sàm sàm hơn. Này, lấy cái sục ra nè, anh em coi là bét sục Đông Nam Bộ là không bao giờ là sử dụng đạp cái đâu. Rồi đạp đâu hư. Nó cháy liền. Đó, nhảy qua nè. Nhảy xuống ăn nhầm gì bán đồ đó. Phá hủy hả? Quá hủy. Tao nói thì chứ cuộc đời nói mấy cái game này ủa gì vậy? Như mày tuốt lương vậy mày. Nãy hai cái tay nó cà tuột như là tuốt lương vậy. Tuột xuống coi. Gì kẹt lên đây luôn rồi. Gì đây? Nào mới thấy cái chấm chấm gì quét qua đây. Máy bay chết thành than rồi còn lên đây. À, thanh niên. Ủa gì vậy? Sao kẹt trong đây? Rồi nè. Over here. Dám bắn là đồng đội tao dưới đây. Ôi, chết luôn rồi. Thiệt chứ. Gì đây? Trời ơi, thiệt chứ hôm nay xử lý nhanh ra hẳn anh em. Nó nói những cái pha xử lý sao mà nó nhanh lẹ, nhanh tay mà nó nuột. Hết sức nuột luôn. Kiểu này là chơi lại Farai Raimo luôn là được rồi. Được quá rồi. Cái này là chết chắc. Thôi thì lỡ người nhà mình làm bên Big Bang, chắc mình làm hết luôn bên Big Bang. Mình sau này xong hết bên người nhà chắc mình chơi chắc 20-30 tập chắc hết game chứ gì. Mình nghĩ là nó cũng không có dài lắm đâu. Rồi, thì bên này mình chơi Farai Raimo theo cái kiểu lầy như ngày xưa nha anh em. Không phải gọi là lầy, tức là mình chơi là để trải nghiệm game. Tại vì những cái game đó là ra lâu rồi. Chơi cốt truyện làm gì nữa. Với lại những cái dòng Farai thì có thể là nếu vui á, hoặc là game nó lên được nhiều lượt xem thì chắc là mình làm hết mấy cái dòng Farai, quay trở lại Farai 3. Có nhiều anh em thích mình làm Farai 3. Không hiểu sao chơi coi rồi nhưng mà vẫn thích mình làm Farai 3 luôn. Đường đâu lên. Đừng có đưa bắt đầu là anh lấy sức mạnh của mẹ già vô đây là phóng một cái là lên tới nha. Trèo lên. Vô đây trèo lên gì đâu. Anh mà đem sức mạnh của mẹ già vô đây, mẹ già cài ăn lỏ vô đây là thôi khỏi nói ha. Mà mình chơi cái nhân vật nữ mà có sức mạnh của cài ăn lỏ bơm vô người là thôi rồi ha. Mạnh gọi là mạnh phải biết luôn á. Ở đâu dạ? Cái gì vậy? Rồi cái này leo lên làm sao? Ngáo rồi. Ngáo ợp rồi. Tôi bị ngáo ợp rồi. Ở đây. Tại là bộ thôi chứ biết rồi. Bộ. Cam có bự quá không anh em? Sau này anh em thấy cam nếu mà bự thì mình sau này bấm nhỏ lại. Xong liền, cái nhiệm vụ nó dễ vậy mà mình làm cả buổi trời, anh em thấy là cái đồ. Rồi. Xong tiếp tục ở đây còn cái nhiệm vụ nữa, đánh nhanh rút gọn liền. Nè, nãy tôi đang nói chuyện với gái đây, mấy này vô cản trở nha. Nói chuyện ơi. Thật ra thì mẹ này chắc tầm 30 tuổi thôi à. Nhưng mà 28-30 tuổi à. Nhưng mà nhìn giống như là 50 ở Việt Nam vậy. 40-50 ở Việt Nam vậy. Rồi chỉ cho mình, hình như nó mới chỉ cho vị trí cái nồn. Rồi làm tiếp cái đây đi. Làm tiếp cái ấy ngay đây đi. Không biết là cái thằng trùm đây bao giờ nó xuất hiện. Cái mục tiêu chắc là nó nhỏ hơn thằng dưới đây phải không? Ồ, mục tiêu nó nhiều hơn, khó hơn. Cũng tương tự nhau thôi. Nhưng mình nghĩ là cái khu vực của nhỏ này là khó chơi nhất à. Bởi vì nó bự nhất. Với lại là thấy nó có cái độ ảo diệu. Nên là thấy nó kiểu khó chơi nên lên là làm cái thằng trên. Chừa lại em gái để mình giải quyết sau cùng phải không? Giải quyết em gái sau cùng.
Ôi, ôi đua xe hả? Thôi nghỉ. Đua xe để mốt mà chơi co ốp là đua cho nó vui. Rồi nhảy qua đây làm vụ đây, đây không có dịch chuyển. Lấy xe tải thùng. Có máy bay nè, thôi lâu rồi giờ mình bay bữa đi. Nhưng mà chạy xe trên, công nhận chạy xe trên đồi đó ngon thiệt. Thôi giờ mình thích chạy xe chứ mình không có. Okay, cái nhiệm vụ này nằm ở đây rồi. Giờ mình thích chạy xe thì chạy xe ở đây nó vui. Nè. Ôi xe địa hình. Rồi thôi lật luôn vậy rồi. Ê, đó được rồi nè. Mình vừa tính đụng, mình trong đầu mình lé lên là mình phải đụng nó cho nó lật, cái nhìn nghĩ kỹ lại xe địa hình lấy chạy cho nó đã chứ. Ở đây đáng là có chỗ bán xe là mình lấy cái xe mình ra mình chạy rồi. Về đây. Nhìn anh hả? Nhìn chị hả? Ra tiền chưa? Cái gì đây? Ô mình bắn chết luôn mấy thằng trên xe rồi. Ôi mình bắn chết luôn mấy thằng trên xe rồi. Này là tôi không có cố ý à nha. Sát nhân trùm bao, mày bỏ sát nhân trùm bao này đốt nhà liền. Ô, chạy xe là có những cái thú vị vậy. Mình chơi toàn vũ khí này không. Cái này nè. Đây. Ôi mày giết chó tao luôn. Ôi hụt. Ôi ơi. Cái cung này nó làm mình bắn không được. Ôi sao anh không. Trời ơi thiệt gà thiệt luôn á. Chưa từng thấy có thể là có cái thể loại nào mà bắn cung gà nó cỡ như vậy. Gì đây? Cái con mẹ cầm chài. Nè. Anh cho chị. Mấy chú muốn gì? Ô trời ơi, canh bị trên rồi. Mấy chú muốn gì? Mấy chú muốn gì? Dám chơi chó của anh, dám chơi chó hả mày? Mày chơi chó với anh. Dám chơi chó của anh. Chó của anh không thể để cho mày chơi đâu ha. Này đây. Mày. Rồi còn thằng Tăng đâu? Ủa vậy này nó giết luôn Tăng hả? Trời ơi mẹ già này ghê vậy. Ôi trời ơi. Nãy là mình lỡ tay giết chết hai này rồi. Không ngờ cây sụp lửa của mình nó lợi hại đó cỡ như vậy á. Nghĩ sao sụp ra lửa luôn mà. Hỏi sao không lợi hại. Thôi vô lấy đỡ chiếc xe chạy. Ghê quá, uy lực của sụp lửa. Ôi con honey badger nè. Nhưng mà ở Mỹ thì con này không phải là honey. Thì ở những dùng khác nó mới là honey. Con lửng mặt. Cái con lửng mặt là nó thuộc những cái dùng giống như là dùng Nam Á đó. Những cái dùng Nam Á hay là Châu Phi dùng cũng có. Cái dòng họ, nói chung là nó cũng là dòng họ của tụi lửng thôi. Đây. Chim cương. Someone should head up to make sure he's okay. Rồi, lên xe hốt liền. Đi xuống cái nhiệm vụ dưới kia. Cái chị vị trí kim cương. Ở đây ngay dòng sông này có cá hả? Nè, cái này dần khó luôn nè. Khó chắc là cá bự rồi. Một ngày nào đó mình tới đó mình lấy chim cương là mình sẽ câu cá đó. Tại sao những cái lúc mà mình chạy xe thì mình không cất con chó mình vô, mình cho Miner thăm quần chạy bộ, thấy bà nội mẹ mày luôn nè. Mày chết bà mày rồi con. Tàn đời mày rồi ha. Ê, không phải ông bạn.
À, cho mày chạy bộ theo thấy bà nội mẹ mày luôn. Đây đừng nói nó lên xe nó lái theo nha. Đó, mình là giờ những lúc chạy xe thì mình lấy Miner thăm quần ra cho nó chạy bộ theo. Thế xong tới là lúc ấy mình lấy chó ra. Ồ, ôi chạy xe xuống đèo kìa anh em. Mới nhìn gì anh? Nhìn gì anh ở đây? Ôi, bắn ngay cổ mà dai vãi nồi. Lại lấy cây cung lại luôn. À nó có con gấu đây nè. Gấu thì phải đổi ra súng sụp rồi. Mình sẽ trở thành bét sụp gấu cho anh em coi. Như giống như bét sụp bò nè. Wait, đứng lại. Đứng lại đó. Ô, ôi nó chạy luôn thôi, khó bỏ đi. Bởi vậy nghe danh là bét sụp gấu là bỏ chạy liền. Dám ở đây chống cự. Chống cự. Nghĩ là nên tự nguyện thì sẽ tốt hơn là chống cự. Mày hai vợ chồng tụi bay đứng nhìn hả mày? Chạy ngang qua mà còn nhìn anh hả? Liếc cái nhẹ anh hả? Rồi lên liền. Ê trời 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 trời. Ôi con Miner thăm quần mày bỏ xuống cho gấu giết nó. Ôi nó lên xe nó ngồi luôn chứ. Mày Miner thăm quần lên xem. Trời ơi, cái con quỷ này sao nó nhanh dữ vậy? Nó chạy được rồi. Nó chạy luôn, nó không có đứng lại chứ gặp mình là gặp là lấy cái súng phóng lựu là giết được nó rồi. Mày rồi xe này chạy chậm quá, lên Miner nó ngồi có cơ mơ ra rơi. Mày Miner thăm quần. Tao ra khỏi xe. À, để coi nó mất cái gì trí map mình đây thôi. Thiệt chứ mình bị loạn với cái con Miner thăm quần nè. Ê lại đây nè. Đây vô bụi nè. Đây. Ừ đúng rồi đó rồi xong tao lên xe tao chạy. Ê đúng rồi mình phải giữ cái khoảng cách nó nằm đây nè. Đúng rồi giữ khoảng cách với nó. Không nên cho nó đi theo mà xe lên cái nó còn phải đề nữa. Như là anh chờ. Ý rồi chạy bộ. Ê dí theo mày, dí theo còn đi bộ nữa. Rồi chạy đi chạy theo đi. Mày hả mày? Chết với anh. Ô chạy xe trên núi lên chạy lên thì dễ mà sao chạy xuống thấy khó vậy ta? Con Miner có lên kịp không? Hên quá nó không lên kịp anh em à. Cứ tưởng nó là nó lên kịp. Mình là mình thích chạy xe mấy cái chỗ vậy lắm nè. Mà cái con đường này mình nhớ không lầm là cái khu vực mé bên đây là Faraday 4 nó cũng có cái con đường mà quanh quẹo quẹo kiểu này nè. Cầu thì mình không nhớ rõ nha. Nhưng mà đường vậy là mình thấy mình nhớ có đó. Nói chung là game mà ra thì nó nhiều cái nó phải có những cái chỗ giống nhau chứ. Kêu mà người ta làm khác hoàn toàn ai mà làm được đúng không? Này không có kỹ năng bay lên xe cướp xe giống như Faraday 4. Tao nói như phim hành động vậy anh em. Ê gì gây? Chờ tao. Còn tí nữa lao xuống đồi rồi. Rồi mày chuẩn bị mày nổ nha em. Mày nổ chết con bà mày luôn đi. Ôi Miner bắn chết nó luôn. Ủa, ghê ta.
Ôi. Ơ gì à? Mày được lắm. Anh lấy sục ra mày chết bà mày với anh nha, để tao cứu cái thằng chim cương này mới được. Ồ, anh da đen đầu quăng. Rồi để thả hai người này ra để coi hỏi coi có gì không. Đâu có một người ha. Rồi biết gì không cha? Thank you vậy thôi, không cho tiền luôn. Thiệt chứ, thứ keo kiệt, bủn xỉn. Có thanh niên này nè, người ta còn cứu được, ta còn chỉ vị trí chim cương. Someone should get up there before the Peggy's do. Who knows what they'll find? Ủa rồi cái xe kia mình nằm trên trển hả? Xa vậy? Thôi mình sẽ lên đó, để không mình lấy chiếc xe thùng đây gặp Miner thăm quần nó dí theo. Bữa nãy biết vậy mình dí theo cho rồi, con xuống dốc vậy còn dụng xe chạy theo nữa. Thầy thiệt chứ. I've heard a lot of fucked up things that happen in these mountains. Nó có chạy theo không vậy ta? Ừ, mày rình mày núp ở đâu đấy? Tốt tốt. Lỡ lần này rồi anh chở mày á. Mày hả mày, dám lạng qua đụng anh cũng lạng qua anh đụng ngược lại, không biết né anh à. Đáng lẽ mày phải lủi xuống giật mày chết chứ. Chở con Miner thăm quần mình phải chạy dây nè, nó sợ. Mà thứ quỷ nó mà biết gì sợ. Ồ, thanh niên da đen này lấy cái xe thùng chạy luôn. Ghê nhá, coi như là có xe chạy luôn, ghê thiệt. Biết làm ăn, thanh niên biết làm ăn, biết mần ăn. Tụi nó đang chốt đâu đây nè, đây. Mày hả thằng đẩy não? Xuống hộp rồi. Mày tẩy não nè. Ồ, gì đây? Con thú rừng. Đâu vậy? Đâu nữa vậy? Nãy mình mới thấy đằng trước cũng có mà. Giờ tự nhiên đâu lùi ra sao? Đâu vậy? Đâu nữa vậy? Đâu mà đông dữ vậy? Ui, ôi, gì vậy? Ô cái con gì trong bụi? Trời ơi, thằng quỷ này chơi rình anh hả? Ừ, quánh nó Miner thăm quần. Rồi thôi Miner, mình bảo đảm là nó sống không thọ. Ôi cứu được luôn. Ghê vãi nồi. Ồ mình lẽ ra mình không nên cứu con Miner chứ. Xe đầu lâu nè. Nào bắn sau lưng mình. Chơi tấn công sau lưng nha. Đâu? Hết rồi. Ghê vãi nồi. Ồ, xe giờ còn có mấy cái niền không vậy? Được á. Sửa lại chạy. Ê, có khi nào này mà tính sửa là để chạy niền nha. Chạy niền không mà sửa lại mà có bánh là không đi không được à. Ý nghĩa thiệt chứ, còn có tiếng quả, con quả đâu bay ngang kêu nữa mà đọc. Rồi sửa sơ sơ vậy thôi, lên lấy xe có niền chạy. Ôi bắt mình sửa nữa chứ. Rồi ôi, bắt sửa luôn. Ôi sửa vậy chạy gì thôi bỏ đi. Đây giá nào con Miner nó cũng có lấy xe nó chạy à. Xe nãy mình sửa xong chiếc nó mới đọc. Ôi ghê quá
Ôi ôi ghê quá. Ôi con chó này thiệt chứ. Con chó sói thiệt. Bởi Miner thăm quần dở gặm chó nãy giờ cứu mình bao nhiêu mạng rồi. Nó giết từ nó bao nhiêu con rồi chứ không phải. Rồi mình nghe con Miner này nó chết chứ nó không sống nổi đâu. Lấy gì cứu mình coi ngu kìa. Gặm chó mình là sẽ ưu tiên cứu mình trước. Ồ. Đầu quăng, đầu quăng. Thôi. Đá. Sao kẹt vô đi khay nữa ha. Heo cái gì mà heo? Miner này thăm quần. Mày cứu đồng đội mày hả mày? Heo. Nghe tiếng con Miner thăm quần. Ủa chết rồi hả? Chết rồi hả? Ngon vậy. Trời ơi, mình tính chơi một pha gọi là nhẫn tâm hơn. Đó là mình lấy xe cán qua người nó cho nó chết luôn cho rồi. Ai ngờ nó chết luôn rồi. Khỏi phải lấy xe cán. Lụm đạn lại anh em. Chơi vậy cho đỡ lũ vốn. Rồi này chắc mình tới chỗ rồi mình kết thúc video luôn á. Giờ là nếu mà anh em thích mình chơi kiểu như vậy hay là thích là chơi dạng mà đi chỉ đi cốt truyện thôi, không có làm mấy cái vụ ở ngoài như vậy. Mình nghĩ là chắc giống Far Cry Primal thì anh em sẽ thích chơi kiểu như vậy nè. Đường này không có chỉ đường nữa chứ. Mày giỡn mặt như quái xế hả mày? Giỡn như quái xế hả mày? Lột da lấy da sói bán liền. Tốn máu nha. Còn giật giật ở đây nữa chứ. Rồi, lên xe. Cái chỗ nằm đâu mà. Ôi, mình đi lộn đường rồi anh em à. Nó cái đường nằm ở cái chỗ kia kìa. Mình đi vậy là không thể nào tới được. Này là chỉ có chạy bộ lên thôi. Đây còn không là đi xe là nãy đi cái chỗ kia kìa. Lên kia nó cao á, mình chạy lên đi qua khúc còn được. Nhà gì ở trên núi trên non. Biểu người ta tới mà làm vụ. Sống gì biệt lập với thế giới bên ngoài. Ủa tính đâu con rùa chứ. Ủa cái chỗ này quen quen à. Hình như là chỗ của cái bà già. Cái bà già nuôi báo trong nhà. Thấy không ta? Sao lâu vậy? Không phải mình cứ tưởng đâu là nhà của bà già nuôi báo. Bà già mà hổ báo cáo chồn nhà nuôi báo. Ủa gì nuôi sư tử báo, báo sư tử gì á. Con đó là dạng lai lai. Rồi tới chỗ này thì video cũng dài rồi. Nên là bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn cảm thấy sao video này thì hãy để lại bình luận bên dưới. Và mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công trong tương lai. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.